Xin chào thầy và các bạn, em tên là Phạm Vũ Thảo Vân đến từ lớp IDK 43. Hôm nay em xin trình bày về vấn đề Kegel chống xuất tinh sớm ở nam giới. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về xuất tinh sớm là gì. Xuất tinh sớm là tình trạng rối loạn xuất tinh khi người đàn ông không thể làm chủ được thời gian xuất tinh. Và quá trình xuất tinh sớm được tính từ khi dương vật đưa vào âm đạo và chỉ duy trì trong vòng 2 phút. Xuất tinh sớm là hiện tượng khá phổ biến, nó xuất hiện từ độ tuổi từ 18 đến 59 tuổi. Và có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng xuất tinh sớm như là phiền muộn, lo lắng, stress, các yếu tố về sức khỏe, thể chất, các yếu tố về tinh thần, môi trường, các bệnh lý về viêm niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến, thủ dâm quá nhiều, sai cách, lạm dụng các chất kích thích, rượu bia, ma túy, rối loạn cương dương. Và một trong những bài tập giúp cho nam giới luyện tập chống xuất tinh sớm vô cùng đơn giản như hiệu quả ngay tại nhà là bài tập Kegel. Bài tập Kegel do một bác sĩ phụ khoa người Mỹ là Arno Henry Kegel, cũng là người đã phát minh ra máy đo chu vi Kegel, một dụng cụ để đo sức mạnh của các cơn co thắt tự nguyện của sàn chậu cơ. Và bài tập Kegel được ông phát minh vào năm 1948 để điều trị không phẫu thuật đối với chứng xón tiểu do yếu cơ đáy chậu hoặc là lỏng lẻo. Bài tập Kegel còn được gọi là bài tập sàn chậu. Nó liên quan đến việc co thắt và thư giãn lặp đi lặp lại các cơ tạo thành một phần của sàn chậu. Vậy làm sao chúng ta có thể xác định được cơ đáy chậu? Một trong những cách đó là ngừng tiểu khi đang tiểu giữa chừng. Khi đó bạn có thể cảm nhận được sự vận động và co thắt của cơ đáy mô cột đang làm cản lại việc tiểu tiện của bạn. Hay là tưởng tượng bạn cần phải ngăn mình khỏi bị tiêu chảy. Cách khác đó là cố gắng kéo dương vật của bạn vào trong bụng, làm cho nó ngắn lại. Hoặc là đặt nhẹ hai ngón tay vào vị trí giữa hậu môn và bìu. Lúc đó bạn sẽ cảm nhận và tìm ra được sự hoạt động của cơ mô cột và các nhóm cơ khác liên quan. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu bài tập Kegel nào. Khi bắt đầu luyện tập thì bạn cần tìm một khu vực phẳng sạch sẽ để có thể nằm xuống luyện tập. Nằm ngửa xuống, đầu chạm nền đất, thẳng lưng, thả lỏng cơ mông và bụng của bạn. Đặt hai tay song song hai bên người và co hai đầu gối lên cao. Trước tiên thì chúng ta sẽ làm bài tập làm ấm trước. Thiết chặt cơ mô cột và giữ trong 3 giây rồi nghỉ 3 giây. Làm như vậy khoảng 8 lần. Thả lỏng trong 10 giây rồi chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập tăng tốc. Giữ chặt cơ mô cột trong 1 giây và thả lỏng ngay sau đó. Liên tục trong khoảng 10 lần. Nghỉ khoảng 10 giây rồi chuyển sang bài tập tiếp theo. Bài tập củng cố. Siết chặt cơ mô cột trong 8 giây. Sau đó thả lỏng 4 giây rồi siết lại. Lặp lại 4 lần. Ngoài tác dụng là kiểm soát chống xuất tinh sớm thì nó còn nhiều lợi ích khác như là cải thiện tình trạng rối loạn cương, xuất tinh nhiều mạnh hơn, cải thiện sức khỏe bàng quang, kiểm soát đường tiết niệu, giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến tuyến tiền liệt, hay là như các bệnh viêm tuyến tiền liệt, phì đại tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt. Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.